Kính thưa ban giám khảo, quý thầy cô, quý phụ huynh và tất cả các bạn thân mến, em tên là Võ Mai Quỳnh Anh, học sinh lớp 3A, trường tiểu học thị trấn Krông Kalang, huyện Đắk Krông, tỉnh Quảng Trị. Nữ văn sĩ Mary Ramsey đã viết: đọc là biến đi khỏi thế giới, đọc là tìm lại được thế giới, đọc là còn một mình với cả thế giới trong lòng bàn tay. Đúng như những gì nữ văn sĩ người Pháp đã viết, đọc sách là con đường hiệu quả nhất để người ta biến đi khỏi thế giới xô bồ, luôn vội vàng trong khoảnh khắc để tìm lại cảm xúc, mở mang đầu óc và cả trái tim của mình. Mỗi tác phẩm như một cánh cửa lại mở ra cho người đọc bao điều mới lạ, hay chỉ đơn giản là tìm lại cảm xúc xưa cũ, hoài niệm mà người ta lỡ lạc mất trong cuộc sống bồn bề để lo toan. Sách là tài sản quý giá đối với mỗi con người và toàn nhân loại. Đọc sách là cách để con người tự học hỏi và trau dồi thêm kiến thức, đồng thời giúp mỗi người luôn theo kịp xu thế thời đại. Có lẽ vì thế, sách luôn gắn bó với mỗi con người từ khi còn bé, với cả câu chuyện về cổ tích, hướng đến cải thiện, cải đẹp cho đến khi lớn lên với những câu chuyện khám phá tự nhiên. Những cuốn sách kể về lịch sử dân tộc, những người anh hùng đã hy sinh vĩ đại để đổi lại hòa bình cho đất nước. Vì thế, với mong muốn truyền cảm hứng đến mọi người và để hưởng ứng cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023, em xin giới thiệu cuốn sách Chuyện kể về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. Tôi về đây với ngã ba Đồng Lộc, nơi một thời cuộc trào lửa chiến tranh, dâng nén hương lên tượng đài liệt sĩ, xin nguyện cầu cho các chị các anh. Đồng Lộc ơi, 10 bông hoa bất tử giữa bom thù trốn đất trời nắng gió, giữa vùng trời đất không còn cây cỏ, vẫn ngạt hương mùa huyết mạch giao thông. Nước ngàn năm tươi sáng những mùa xuân. Sách Chuyện kể về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, tác giả Hoài Lộc trên Color Pillow Studio, được in ấn tại nhà xuất bản Kim Đồng và phát hành vào tháng 3 năm 2021. Sách có 41 trang, được in trên khổ 19x26cm, trọng lượng 200g. Chắc hẳn rằng, mỗi khi nhắc lại lịch sử hào hùng của kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, chúng ta sẽ không quên được một cung đường đầy hiểm nguy mà người ta gọi đó là tòa đồ chết. Tòa đồ chết ấy chính là ngã ba Đồng Lộc, nằm trên đường Trường Sơn, thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành mạch máu giao thông quan trọng, là huyết mạch trên đường Trường Sơn, là túi bom mà đế quốc Mỹ dồn xuống nhằm cắt đứt mọi sự tiếp tế và chi viện của nhân dân miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Đế quốc Mỹ biết được điều đó nên đã tìm mọi cách cắt đứt con đường này. Thế nhưng, những cô gái thanh niên xung phong đã luôn chiến đấu anh dũng, kiên cường với khẩu hiệu: máu có thể chảy, tim có thể ngừng, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắt. Sống bám cầu, bám đường chết kiên cường dũng cảm, đường chưa thông không tiếc xương, tiếc máu, địch phá một ta làm mười. Tiểu đội 4 được lệnh sang lấp hổ bom sau khi máy bay Mỹ liên tục ném phá nát tuyến đường vận tải để nhanh chóng cho xe qua. Nhận nhiệm vụ xong, các chị đến hiện trường và gấp rút triển khai công việc. Họ làm việc không ngơi tay, vừa cười vừa nói. Và đã 3 lần các chị bị vùi lấp, vẫn rổ đất đá đứng dậy và tiếp tục làm. Nhưng giờ phút định mệnh cũng đã đến. Vào lúc 16:30 ngày 24 tháng 7 năm 1968,
khi người cô gái ra lớp đường cho xe ra chiến trường tiếp viện, thì một quả bom thứ 15 trong ngày đã rơi xuống sát miệng hầm nơi tiểu đội 4. Đại đội 552 đang tránh bom, cả trận địa đã lặng đi, đồng đội hòa khóc nức nở. Tất cả đã hy sinh khi tuổi đời mới 18, đôi mươi vẫn chưa lập gia đình. Đó là cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Liên tục tìm kiếm 3 ngày, các đồng đội mới tìm thấy thi thể của các chị Cúc hy sinh trong tư thế ngồi, đầu đội ngón, bên cạnh là cái cuốc. 10 đầu ngón tay đang bị rửa máu vì đang bới đất để tìm đường ra. 10 cô gái anh hùng ấy là chị Tần, chị Cúc, chị Hợi, chị Rang, chị Hà, chị Xuân, chị Hường, chị Xuân, chị Xuân, chị Nhỏ. Họ cũng tìm thấy bức thư mà chị Tần gửi cho mẹ. Mẹ ơi, ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm, chúng nó thắp đèn để chúng con làm đường. Còn ban ngày, chúng nó mang bom, giết cả để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển cả núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển trái tim của chúng con. Họ đã ra đi, thế xác họ đã vùi sâu trong lòng đất, nhưng tinh thần chiến đấu, kiên cường, bất khuất của họ vẫn sống mãi trong tâm trí những người con đất Việt. Lần đầu tiên, câu chuyện về cuộc đời các chị được kể lại với hình thức truyền tranh. Những bức tranh góp phần quan trọng tái hiện cuộc đời và sự hy sinh anh dũng của các chị như một bộ phim cùng trắng giàu cảm xúc giữa mỗi trang sách, giúp em hiểu thêm một phần lịch sử dân tộc, ghi nhớ công ơn những thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu làm nên hòa bình cho hôm nay và mai sau. Tóm lại của truyện tranh, truyện kể về 10 cô gái ngã ba đồng lộc, nhưng dư âm của nó vẫn đồng lại trong tâm trí của em. Về hình ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong đã khắc ghi tên mình trên chặng đường lịch sử dân tộc. Với cách kể chuyện giàu tính nhân văn, hình vẽ đặc sắc, quyển sách như làm sống lại một phần cuộc đời nào đó, sự nghiệp, suy nghĩ, hành động của cả chị. Nỗi đau mất mát khi nhìn đồng đội mình hy sinh trên chiến trường ác liệt, đặc biệt là sự quên mình chiến đấu vì mục đích cao cả, vì sự nghiệp độc lập dân tộc, hòa bình thống nhất đất nước mà cả chị đã phải ngã xuống ở lứa tuổi đôi mươi, cái tuổi mà khát khao đầy tình yêu và cuộc sống. Họ là những tấm gương sáng cho chúng em học tập, nói theo và lòng biết ơn sâu sắc đến những chiến sĩ thanh niên xung phong và lực lượng cha ông đã đổ máu cho nền độc lập dân tộc. Em tin chắc rằng mỗi khi đọc quyển sách này, không ai có thể cầm được nước mắt. Được sự hy sinh, anh dũng và bất khuất đầy cảm động của 10 cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba đồng lộc. Vừa rồi các bạn đã được nghe bạn Quyên Anh giới thiệu về quyển sách 10 cô gái ngã ba đồng lộc. Thì các bạn thấy có hay không nào? Vậy chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để tuyên dương bạn Quyên Anh nào. Và tiếp theo cô muốn mời bạn Quyên Anh, em hãy lên xây dựng kế hoạch hành động phát triển văn hóa đọc cho bản thân và cho các bạn học sinh ở trường tiểu học thị trấn Cà Rông Cà Lang của chúng ta. Mời bạn Quyên Anh nào. Kính thưa cô giáo và các bạn thân mến, qua câu chuyện về 10 cô gái ngã ba đồng lộc mà em vừa kể, em xin xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân và cộng đồng như sau. Về mục tiêu, xây dựng và phát triển văn hóa đọc là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình học tập, nghiên cứu, khám phá tri thức của mỗi học sinh chúng em. Đó cũng là hành trình giúp chúng em hiểu hơn lợi ích của việc đọc sách, từ khám phá chính mình, hướng đến những giá trị cao đẹp trong cuộc sống, góp phần vào quá trình hình thành nhân cách, bồi đắp tâm hồn và thắp sáng ước mơ, lý tưởng cho bản thân em và người đọc. Về đối tượng hưởng lợi, hướng vào thế hệ học sinh chúng em và lan tỏa tình yêu đọc sách đến với mọi người. Về nội dung thực hiện, bản thân em thường xuyên tìm tòi những cuốn sách hay và ý nghĩa phù hợp với lứa tuổi của mình
từ thư viện nhà trường hoặc mỗi lần được bố mẹ đưa đến nhà sách lớn, em sẽ mua những quyển sách mà mình yêu thích về để đọc và bổ sung thêm tủ sách của mình. Mỗi lần đọc xong, em thường giới thiệu với bạn bè, gia đình, người thân, cả em nhỏ ở cạnh nhà mình rồi cùng nhau trao đổi sách để đọc và tuyên truyền về lợi ích của việc đọc sách đến với mọi người. Tích cực tham gia các chương trình đọc sách báo do nhà trường tổ chức như Ngày Hội Đọc Sách, tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc. Ở mỗi lớp học, em thấy đều có một chiếc tủ nhỏ để bảo đổi một số cuốn sách và từ điển cần thiết cho việc học. Em muốn lấp đầy tủ sách ấy bằng việc vận động mỗi thành viên trong lớp đóng góp một đầu sách. Trong vòng một học kỳ hoặc một năm học, tất cả các bạn trong lớp đều có thể đọc đủ số đầu sách này trước khi cuốn sách trở về với chủ. Em thường rủ các bạn đến thư viện nhà trường tìm sách đọc, giữ gìn và bảo quản sách đọc, sắp xếp lại sách sau khi đọc xong, giúp cô thư viện trường trưng bày những cuốn sách mới, trang trí làm mới, làm đẹp thư viện để thu hút các bạn đến đọc sách. Qua những việc làm ấy, giúp bản thân em và các bạn trau dồi thói quen đọc sách vì hiểu được lợi ích của việc đọc sách mang lại. Bên cạnh đó, có những cuốn sách hay đã được nhân rộng trong cuộc sống. Cuối cùng, cho bản thân